Theo nghị định đang được Bộ Y tế xếp chuẩn bị về thuốc lá điện tử, trong đó liên quan đến vếp là thiết bị điện tử được sử dụng để biến chất lỏng thành dạng hơi. Nghị định sẽ cấm vếp có hương vị và trên thực tế sẽ chỉ có một loại có thể sử dụng, đó là loại thuốc lá điện tử có mùi vị giống thuốc lá sợi. Thuốc lá điện tử được cho là không còn thu hút người hút thuốc truyền thống chuyển sang thuốc lá điện tử, mà chúng thu hút người khác chủ yếu nhờ vào hương vị hấp dẫn, chủ yếu là trẻ em và thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, bao bì thuốc lá chỉ được có màu trắng và màu nâu tối, không được có màu sắc khác. Theo đại diện Bộ Y tế, điều này là để không tạo sự thu hút về mặt hình thức. Nghị định cũng được cho là bao gồm quy định về 16 chất cụ thể được có trong thuốc lá. Tuy nhiên, theo các nhà sản xuất, điều này có thể dẫn đến việc người dân quay lại sử dụng thuốc lá truyền thống và thị trường chợ đen tăng trở lại. Bộ Y tế muốn bắt đầu áp dụng nghị định vào giữa năm tới, nhưng đây mới chỉ là dự thảo. Nghị định cuối cùng đưa ra vẫn còn được thảo luận thêm.